Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Nếu không phải có hắn, bây giờ ta vẫn là làng công chúa được luông chiều. Mà hắn cũng là chủ nhân thật sự của mảnh đất được quốc vận chiếu cố mà ngài nói. Hừm, cô muốn tặng cây kiếm này cho người khác, ban tặng quyền lực hiệu triệu thư viện sau khi xưng đế cho người khác. Ta chỉ cảm thấy trên thế gian này chưa bao giờ có nữ tử làm hoàng đế, sợ rằng ta khó đảm đương trọng trách này. Đây là lời thật lòng của cô. Đúng, nhưng ta có thể nhìn thấy trong mắt cô có dã tâm. Từ đáy lòng của cô cho rằng bản thân sẽ trị vì quốc gia này tốt hơn bất kỳ chư hầu hoàng tộc nào. Đây là điều bình thường đại lôi dạy ta. Làm lãnh đạo phải có tự tin với chính sách bản thân thi hành. Hừm, là ai khiến tôi quyết định tặng kiếm cho người khác vậy? Nhìn dáng vẻ của cô, lẽ nào là người trong lòng của cô? Phu tử, hay là đợi hắn đến đây, ngài xem qua một cái. Tình nhân trong mắt hóa tây thì. Vậy ta sẽ cho cô một cơ hội, hạn trong 3 ngày hắn phải qua đây. Phu tử, hắn sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. Ai biết được, nếu hắn không phù hợp với yêu cầu, cô sẽ mất đi tư cách. Thư viện sẽ đóng cửa 10 năm, đợi loạn thế trở lên sáng sủa hơn thì sẽ xuất sơn. Đến lúc đó, cô không còn cơ hội này nữa, nghĩ cho kỹ đi. Vâng, đa tạ phu tử đã yêu mến cây kiếm này. Hừm, thứ ta đã tặng đi thì sẽ không lấy lại, cô cứ cầm kiếm đi. Đi đi, dẫn người đến đây. Nhớ lấy thứ ở dưới bàn, không thể nào lấy trên mặt bàn. Bí mật của thư viện tốt nhất cô hãy giữ kín như bưng, đừng có mà nói ra ngoài. Sau này nếu cô truyền bí mật của thư viện ra ngoài thì sẽ bất viễn du, du tất hữu phương. Đừng có nghĩ trốn thật xa là không sao, cho dù ngươi trốn đến chân trời cuối đất, ta cũng sẽ có cách để bắt được ngươi. Ta hiểu rồi, đa tạ phu tử. Rừng cây bên ngoài tàng thư lâu ở trên đỉnh núi, Uyển Nhi, tại sao lại không được? Ta thấy cô làm hoàng đế cũng tốt mà, như vậy ta cũng có thể làm một thị vệ ngự tiền thật là uy phong. Năng lực của cô cũng không phải là không đủ, tại sao lại muốn dành cơ hội cho Trình Đại Lôi? Cái này không thích hợp. Ái Khanh, bệ hạ xin hãy sủng ái ta. Nếu ta mà là đế nữ thì Đại Lôi, không, không thể nào là huynh ấy làm hoàng hậu của ta chứ. Phu tử và hiền nhân, họ ở đâu rồi? Đằng sau rừng cây có một tòa tàng thư các khác. Phu tử và 12 hiền nhân đều ở đó. Men theo con đường này đi thẳng là đến. Cảm ơn. Dừng lại. Này, các cô đi đâu? Bọn ta chuẩn bị xuống núi. Đừng xuống núi. Sao vậy? Cô chính là Minh Ngọc công chúa Lý Uyển Nhi đúng không? Ta vừa nhận được tin tức, Trình Đại Lôi đến rồi, cưỡi trâu đen, dẫn theo cô gái cầm, đang đánh nhau với người giang hồ ở dưới núi. Đường xuống núi, đường núi thư viện có lang sói hổ báo. Cho nên, cô cứ ở đỉnh núi đợi hắn là được. Hắn đang muốn đi báo tin cho phu tử hay sao? Nếu thật sự là như vậy, đợi ở đỉnh núi đúng là sẽ tốt hơn. Dù sao thì cô cũng còn phải dẫn hắn đi gặp phu tử. Ẩn nương, mạng che của ta đâu? Ta nhớ là để ở trên bàn mà. Vi sư phải bế quan vài ngày, đuổi người dưới núi đi, mấy ngày nay ồn ào quá. Vâng.
Sau khi Nhan Uyên, Diễm Bá Nghiêu và những kẻ giang hồ đi hết, mang thi thể của Nhung tộc Vi Sư đánh chết về đây, Vi Sư muốn tự mình xử lý. Tất cả mọi người chuẩn bị 3 ngày sau Liêm Phong Viện. Trong vòng 15 Liêm Phong Viện, thư viện sẽ không hỏi chuyện thế tục nữa. Vâng, Sư Tôn, trong thư viện còn có một người. Ta đang nghĩ chuyện có giữ hắn ở lại thư viện hay không. Ai vậy? Tiên sinh. Tử Cống tiên sinh. Không hay rồi, Nhung tộc. Mục đích của bọn họ là tàng thư các dưới núi, là bọn họ đã giết đệ đệ của ta. Hơn nữa bọn họ được thả đi rồi, sẽ lập tức ra tay với Minh Ngọc công chúa,